Cửa hàng xe máy Thanh Đoan kính chào tất cả anh chị em bạn bè thân xa nha. Bên mình mới về một chiếc Vision này. Xe này nói chung là đẹp như mới luôn. Xe dán keo nguyên con kia lột cho mọi người, vô in đắp nguyên chiếc này từ đầu đến chân luôn nha. Đây này, bao bóng còn nguyên đây này, chữa một vết tay xước nhá. Giá mình bán là 24.500.000 đồng nha mọi người. Cuối 2017 thì rất chi là đẹp luôn. Đó. Đẹp như mới nhá. Xe biển số 67 này, chính chú này. Rất là đẹp luôn mọi người. Khó kiếm con thứ hai luôn. Đây này. Ốc này. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Lọc máy nhá. Quá đẹp xuất sắc luôn nhá. Ra nào con nguyên keo này. Là đẹp. Mọi người quan tâm thì ghé cửa hàng xe máy ủng hộ mình với nhá. Hiện tại bên mình còn 15 chiếc Vision luôn nhá. Đủ màu luôn, đủ giá luôn nhá. Giá dao động từ 21 triệu đến 25-26 triệu nhá. Quá đẹp.